Khi xưa sư cho con hỏi người chồng trước khi có vợ nhưng người vợ ngoại tình dẫn đến hai vợ chồng ly thân, người chồng quen người nữ mới, người nữ này vẫn còn độc thân, đồng ý yêu và có quan hệ với người chồng kia, vậy người nữ mới và anh chồng có phạm giới tà dâm không? Cái này nó đơn giản thôi quý vị, phải ly hôn hẳn nha, chứ còn ly thân không tính. Thì khi mà ly hôn hẳn á, thì người chồng á mới không còn là thuộc về người vợ, và người vợ mới không còn là thuộc về người chồng. Còn nếu như mà mình không có ly hôn hẳn á, thì người chồng vẫn thuộc về người vợ và người vợ vẫn thuộc về người chồng. Chính bởi vì như vậy, dù cho mình quan hệ với bất cứ đối tượng nào thì đều phạm giới tà dâm. Và ngay cả sau khi mà mình ly hôn rồi đó thì cũng vậy nữa. Muốn mà đi đến với người nữ khác á, là phải được gia đình hai bên đồng ý. Mà cụ thể ở đây là gia đình người nữ phải đồng ý. Tức là như vậy nè, gia đình ở bên người nữ á, họ phải đồng ý là cho hai người quan hệ nam nữ với nhau mà không kết hôn, chưa kết hôn, thì như vậy mới không phạm giới. Còn nếu không á là phạm giới nha. Biết cái vấn đề này Thì tự tường có bổ sung gì không? Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với đức hạnh tuệ. Ở đây thì sư xin phân tích rõ hơn quý vị, tại vì khi mà cái người hỏi câu hỏi này á, là nói là nó hoàn cảnh á, của hai vợ chồng ly thân không, mà chắc có lẽ là do có thể dùng chắc có lẽ là có thể chưa chưa tìm hiểu về cái kỹ cái luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Thì rõ ràng trong luật hôn nhân và gia đình 2014 của cái quốc độ mình, tức là nước Việt Nam, thì có nói rõ là do vậy pháp pháp luật có nghĩa là cái việc ly thân á, vẫn được coi là thời kỳ hôn nhân của hai người. Cái điều đó là cái điều đầu tiên. Cho nên á, nếu mà ở đây á, sư sẽ phân tích về hai khía cạnh của cái người đàn ông, có nghĩa người nam và người nữ. Cái người người nam á, mà biết rõ là mình đang trong cái giai đoạn gọi ly thân, nghĩa là vợ chồng vẫn còn ràng buộc nhau đó, mà đi quan hệ với người nữ, thì chắc chắn người này là phạm tà dâm rồi. Bây giờ còn khía cạnh người nữ, sư phân tích thêm khía cạnh người nữ có hai vấn đề. Nếu như vậy là ở trong đây nói là người nữ này độc thân, đúng không? Nữ độc thân, và ở đây chỉ nói là quan hệ với người nam này, thì ở đây nó nói với từ quan hệ là chung thôi. Bây giờ chúng ta có hai trường hợp phân tích, có nghĩa là khi mà quan hệ đối với anh này nè, là có biết anh này á là đang ly thân hay là không ly thân. Cái trường hợp đầu tiên là nếu biết anh này ly thân thì chắc chắn người nữ này phạm giới tà dâm rồi. Bây giờ trường hợp thứ hai là nếu người nữ này nè không biết anh này ly thân, mà nghĩ là anh này, có nghĩa là nghĩ anh này, có thể là anh này nói dối là độc thân rồi, đúng không, hay là ly thân rồi, thì mặc định là cái cô này nói là anh này là một người độc thân hoàn toàn, đúng không? Thì cái trường hợp này á, chúng ta đưa ra cho họ dấu hỏi là cái cô này á có phạm giới tà dâm hay không. Thì sư có tham khảo một số tài liệu, và đặc biệt tài liệu của ngài Hộ Pháp, thì ở đây ngài cũng nói rất là rõ về cái trường hợp thứ hai nha. Sư nói rõ trường hợp thứ hai, trường hợp là cái cô này quan hệ với anh này mà không, có nghĩa là tin rằng là anh này là độc thân và không biết anh này đang trong giai đoạn ly thân, thì có phạm không. Thì ở đây là cái trong cái quyển mà mấy vị, nếu quý vị không biết, các vị xem cái quyển Pháp Hành Giới ngoại pháp, thì trong đây ngài có nói là tuy nhiên trong 20 hạng con gái ấy, thì quý vị sẽ đọc nha, quý vị chịu khó đọc đi, tại vì 20 hạng này sẽ kể rất là dài. Tuy nhiên trong 20 hạng con gái ấy, 8 hạng con gái phần đầu kể từ
con gái có mẹ trong nom cho đến con gái là người tu hành phẩm hạnh. Tuy có người thân trong nom bảo vệ, nhưng những người này không phải là chủ cuộc đời của họ. Tám hạng con gái này là người chưa có chồng, chưa có người đàn ông nào làm chủ cuộc đời của họ. Vì vậy, nếu tám hạng người con gái này nè, tự ý lén lút yêu thương một người con trai còn độc thân khác, và hai người đã có quan hệ với nhau, nếu xét về điều giới tà dâm thì người con gái ấy không phạm điều tà dâm, chỉ có người con trai phạm điều giới tà dâm mà thôi. Bởi vì người con trai ấy đã xúc phạm đến người con gái mà người thân của cô ấy chưa cho phép. Tuy người con gái không phạm điều giới tà dâm, nhưng đó là hành vi xấu xa, không đúng theo phong tục tập quán, đáng bị mọi người chê trách, cha mẹ, bà con dòng họ bị mang tiếng xấu. Cho nên người con gái ấy cảm thấy hổ thẹn, tội lỗi, ăn năn hối hận. Đó là phiền não làm cho tâm bị ô nhiễm. Dạ. Thì cái đoạn vừa rồi thì chích xong cái quyển Pháp Hành Giới ngày của Hồng Ngài Hồng Pháp. Thì quý vị muốn rõ hơn, rõ tường tận về cái giới tà dâm này và 20 hạng người nữ. 22 người nữ á, mà rõ thế nào phân tích á, thì quý vị chịu khó xem tài liệu mà sư nói. Thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời này. Dạ. Dạ. Quý vị nghe xong cũng lùng bùng hết rồi. Thì nói chung là như thế này nè, là người nữ á, là ở trong dục á, có chia ra là những cái hạng người nữ nào mà không có được gọi là không có được quan hệ nam nữ, thì chúng ta chỉ hiểu tóm gọn là như vậy đi cho đơn giản nè. Một là phụ nữ kết hôn, thì hai vợ chồng khi đã kết hôn với nhau thì coi như là được phép thực hiện hành vi đôi lứa. Cái người nữ, dạng người nữ thứ hai là dạng người nữ mà gia đình cho phép, tức là cái kiểu bây giờ thôi mày lớn rồi, mày muốn ngủ với ai mày ngủ, cái kiểu như vậy đó. Thì cái kiểu phụ nữ mà đã được gia đình là buông á, cho phép đó thì được. Còn nếu như mà gia đình không cho phép á, mà người nam đi đến với người nữ đó là phạm với tà dâm. Cho nên nó có một cái nó hơi ngặt nghẽo như vậy nè, là trừ khi đôi lứa yêu nhau ha, mà bên nhà gái đồng ý là thôi hai đứa chưa kết hôn nhưng mà hai đứa muốn vẫn có thể ngủ với nhau, trong trường hợp đó thì không phạm với tà dâm. Nhưng nếu như mà gia đình không có như vậy đó, không có cho phép như vậy đó, mà ngủ với con gái nhà người ta là phạm với tà dâm. Nè, chỉ đơn giản như vậy thôi, nói cái gì dễ nhớ ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.